Để được tư vấn về bảo hiểm Medicare của United Healthcare, hãy gọi 1866 868 9009, 1866 868 9009. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 19 Tây của tháng 10 của năm 2020. Và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Đó là vừa đài truyền hình của Việt TV và vừa đài radio của Việt Radio 1560 AM. Cho nên trong thành phố Houston, Texas, quý vị có thể đón xem chương trình vào đài truyền hình 51.5 của Việt TV và cùng một lúc lắng nghe chương trình qua Việt Radio 1560 AM. Còn chương trình ở khu vực Dallas thì qua đài truyền hình Việt TV 55.5 và toàn chỗ khác thì nó là Việt TV trên Direct TV, Việt TV Online và Việt TV trên Facebook. Thưa quý vị, đây là chương trình 430, đó là 430. Chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây cho chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ trở lại cái đề xuất liên quan về cái bảo trợ tài chính. Và trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2020. Và chúng ta cũng tiếp đón điện thoại của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị gọi vào cho chương trình ngày hôm nay thì số điện thoại là số toll free 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Quý vị đang lắng nghe chương trình thì quý vị cũng gọi vào cái số 844 858 7000 luôn. Ngày mùng 2 Tây tháng 10, ngày mùng 2 Tây tháng 10 là đầu tháng 10, là cách đây cũng khoảng gần 3 tuần rồi, thì Sở Di trú và Nhập tịch đã đưa ra cái đề xuất. Đề xuất này nó liên quan về cái vấn đề bảo trợ tài chính. Thì chúng ta sẽ nói nhiều về cái chi tiết này thêm một lần nữa. Thì đây là cái đề xuất của Sở Di trú và Nhập tịch nha. Cho nên khi chúng ta nói cái đề xuất của Sở Di trú và Nhập tịch thì nó lại liên quan tới những cái hồ sơ cho thân nhân làm việc ở trong nước Hoa Kỳ nha. Cho nên cái đề xuất này nó liên quan tới những cái hồ sơ mà phải giải quyết ở trong nước Hoa Kỳ. Còn nếu mà quý vị đang bảo lãnh cho thân nhân Việt Nam thì cái đề xuất nó không có liên quan tới. Đó. Nhưng mà giống như Tuấn nói, nhiều khi chúng ta thấy cái đề xuất của Sở Di trú nó có thể nó rỉ qua cái thay đổi cho Bộ Ngoại giao, hoặc là vice versa, hoặc là đổi ngược lại, từ cái thay đổi của Bộ Ngoại giao rỉ qua cái cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Không khác gì Tuấn nói về cái vấn đề bảo trợ tài chính đi. Thì trước đây chỉ có cần 1 năm thuế thôi, nhưng mà Bộ Ngoại giao đòi hỏi 3 năm thuế qua cái sự xác định của cái Sở Thuế vụ nữa. Thì chúng ta cũng thấy cái đề xuất này nó đi về cái chiều hướng. Cho nên từ Bộ Ngoại giao nó rỉ qua cái thay đổi liên quan tới cái đề xuất mà chúng ta sẽ đề cập ngày hôm nay. Và cái thứ nhì là Tuấn muốn nhấn mạnh cái khác biệt nha. Cái khác biệt của cái đề xuất liên quan tới cái bảo trợ tài chính với cái đề xuất và cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên trước đây chúng ta có cái đề xuất về gánh nặng xã hội. Sau đó cái đề xuất đã trở thành cái quy định gánh nặng xã hội rồi. Cho nên nó khác biệt là cái gì? Nó khác biệt rất là lớn. Là cái quy định gánh nặng xã hội nó liên quan tới cái vấn đề cấm người ta vào nước Hoa Kỳ nếu người ta có thể rơi vào cái gánh nặng của cái chính phủ Hoa Kỳ phải nuôi dưỡng trợ cấp cho người ta. Thì trong cái quy định gánh nặng xã hội, người ta ngó về cái một phần là cái bảo trợ tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh nữa. Còn đây cái đề xuất này nó chỉ ngó về một phần thôi, là chính xác hơn là cái một phần đó là cái liên quan về cái bảo trợ tài chính. Cho nên nếu mà rơi vào cái quy định gánh nặng xã hội thì người ta có thể không được vào nước Hoa Kỳ. Đó, ngoại khi cái hoàn cảnh người ta thay đổi thôi, hoặc là ngoại khi cái hoàn cảnh của cái người bảo trợ tài chính thay đổi thôi. Còn khi mà chúng ta nói về cái đề xuất của cái bảo trợ tài chính, mà nếu người ta không được là cái người bảo trợ tài chính thì người ta bắt buộc phải tìm người khác để làm cái đồng bảo trợ. Cho nên cái hậu quả nó nhẹ hơn là cái quy định gánh nặng xã hội. Thì cái đề xuất liên quan tới cái bảo trợ tài chính nó liên quan tới cái phần gì? thì nó có khoảng 4 phần hoặc là 3 phần chúng ta cần đề cập. Đầu tiên là như thế nào người ta đủ điều kiện để làm bảo trợ tài chính, giải thích chính xác hơn. Cái thứ nhì, những cái chứng từ gì người ta cần cho cái bảo trợ tài chính. Và cái thứ ba là cái luật mới cho cái người đồng bảo trợ và cho cái cách tính của cái người đồng bảo trợ trong gia đình của người ta. Và cái thứ tư hoặc là cái thứ năm ở trong cái mạng truyền hình của quý vị thì nó liên quan tới những cái sự liên lạc giữa những cái cơ quan về cái copy hoặc là về cái xác định của cái bảo trợ tài chính. Cho nên đi vào cái chi tiết đầu tiên là như thế nào người ta có thể có quyền làm cái bảo trợ tài chính hoặc là có quyền đứng ra đồng bảo trợ tài chính. Thì trong cái đề xuất này nó đòi hỏi là trong vòng 36 tháng thì cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính hoặc là cái người đứng ra đồng bảo trợ tài chính không có được rơi vào trợ cấp. Thì cái trợ cấp này nó không có rộng rãi, nó không có nhiều giống như là trong cái quy định gánh nặng xã hội, mà đây là nó chỉ có limit, nó hạn chế cho 4 cái tình trạng thôi. Tại trước sau gì hết là mình nói cái người công dân Hoa Kỳ hoặc là người thẻ xanh. Thì 4 cái loại trợ cấp là SSI, chương trình TANF là Temporary Assistance for Needy Family, trợ cấp tiểu bang hoặc là địa phương về vấn đề tiền mặt, và cái chương trình Medicaid ngoại khi nó là emergency thôi. Cho nên nếu mà trong vòng 36 tháng trước đây, trước khi người ta ký cái bảo trợ tài chính hoặc là đồng bảo trợ tài chính, nếu và người ta rơi vào cái tình trạng này trong vòng 12 tháng của 36 tháng qua, thì người ta không có đủ điều kiện để làm cái bảo trợ tài chính. Nếu mà không có đủ điều kiện làm bảo trợ tài chính thì người ta phải tìm người khác đồng bảo trợ. Và đây là một cái tình trạng để nó tính. Và cái tình trạng thứ nhì là nếu mà quá khứ người ta đã ký cái bảo trợ tài chính và người ta không làm trọn vẹn cái trách nhiệm của cái bảo trợ tài chính đó, có những cái kiện hoặc là có những cái quyết định nào đó, thì người ta cũng không có đủ điều kiện để làm cái bảo trợ tài chính luôn. Cho nên chúng ta thấy cái bước đầu tiên mà cái đề xuất này nó giải thích rõ ràng là nếu người ta rơi vào trợ cấp 12 tháng trong vòng 36 tháng, cái đó nó quen ha. Nó quen là giống như cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội thì người ta không có đủ điều kiện làm bảo trợ tài chính. Hoặc là nếu người ta có cái judgment là cái quyết định của tòa hoặc là cái quy định nào đó đã quyết định rằng người ta không có làm trọn vẹn cái trách nhiệm của cái bảo trợ tài chính trước đây người ta đã ký. Còn cái đề xuất này có đề cập những cái chứng từ gì khi người ta muốn làm cái bảo trợ tài chính, thì chúng ta bắt đầu thấy là yêu cầu từ Sở Thuế vụ giống như là của Bộ Ngoại giao, 3 năm thuế của người ta nha, 3 năm thuế của người ta. Hiện tại bây giờ cái hồ sơ giống như thẻ xanh thì chúng ta chỉ có nộp 1 năm thuế của cái người bảo trợ tài chính thôi nếu mà trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà bảo lãnh cho thân nhân ở ngoài nước Hoa Kỳ thì cũng phải là 3 năm thuế. Nhưng 3 năm đó là từ trích lục từ Sở Thuế vụ mà đưa ra. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là cái quyết định của Bộ Ngoại giao nó bắt đầu nó rỉ qua cái đề xuất này, thì cái Sở Di trú cũng yêu cầu từ Sở Thuế vụ 3 năm thuế luôn. Nó yêu cầu thêm cái credit report là cái báo cáo của cái credit của người ta, và cái điểm credit của người ta nữa, và cái chi tiết của nhà băng nữa. Cho nên quý vị cứ nghĩ coi, nếu mà quý vị làm hồ sơ trong nước Hoa Kỳ mà quý vị không đủ cái vấn đề bảo trợ tài chính, quý vị phải hỏi người khác, phải làm phiền người khác để cho cái đồng bảo trợ. Rồi trong cái vấn đề làm phiền người khác thì bây giờ quý vị phải hỏi thêm chi tiết cá nhân của người ta, điểm credit của người ta bao nhiêu, hoặc là cái chi tiết của nhà băng nữa. Cho nên nó rất là phiền cho cái người đồng bảo trợ hoặc người bảo trợ. Và thêm một phần nữa là trong cái đề xuất này nó có hạn chế là những cái người đồng bảo trợ không được làm đồng bảo trợ nếu người ta lãnh tiền trợ cấp giống như mình nói trong vòng 12 tháng của 36 tháng vừa qua, hoặc là nếu mà trước đây người ta không có làm trọn vẹn cái trách nhiệm của cái bảo trợ tài chính trước đó. Và nó cũng hạn chế luôn cái cách tính cho cái người trong gia đình mà có thể sử dụng cái thu nhập của người ta để cộng vào cho cái bảo trợ tài chính để dùng là đồng bảo trợ luôn. Thì trước đây không phải trước đây mà hiện tại bây giờ, là cái người mà có thể nằm trong gia đình, quý vị có thể sử dụng cái thu nhập của người ta nếu người ta là bà con và ở trong cùng một nhà với quý vị. Thì cái đề xuất này thay đổi cái đó hoàn toàn đi luôn, là thay đổi chỉ có hạn chế cái người mà mình có thể mình sử dụng cái income, là cái thu nhập của người ta cho, một là vợ chồng, hai là cái người định cư, chứ không có được tính người nào khác, giả sử anh chị em hoặc là con cái nữa. Đó. Và cái thay đổi cuối cùng trong cái đề xuất này thì nó làm cho những cái cơ quan mà có thể xin những cái xác nhận hoặc là những cái trích lục của cái bảo trợ tài chính này của Sở Di trú. Thì Tuấn cho một cái thí dụ mà quý vị thấy hiện tại bây giờ. Giả sử người chồng bảo là anh vợ qua đi, rồi bây giờ vợ chồng người ta chia tay, hôn nhân người ta tan vỡ, rồi người vợ kiện người chồng không làm trọn vẹn cái trách nhiệm của cái bảo trợ tài chính, cho nên bây giờ người vợ phải xin cái bảng trích lục bảng sau của cái bảo trợ tài chính với Sở Di trú. Thì cái tòa phải đưa ra một cái quy định để cho Sở Di trú có thể cung cấp đó. Nhưng mà với cái sự thay đổi trong cái đề xuất này thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là Sở Di trú có cái mẫu đơn mới là G1563. Với cái mẫu đơn G1563 thì nó làm cho cái tình trạng nó dễ dàng để cho người ta lấy cái bảng sau của cái bảo trợ tài chính, hoặc là những cái cơ quan khác có thể báo cáo về cái vấn đề mà người này đã có cái quy định không làm trọn vẹn về cái trách nhiệm của cái bảo trợ tài chính cho Sở Di trú nữa. Cho nên đó là những cái chi tiết mà trong cái đề xuất liên quan tới cái bảo trợ tài chính mà Sở Di trú đã đưa ra vào ngày mùng 2 tây tháng 10 nha. Mùng 2 tây tháng 10 thì thường thường khi mà có cái đề xuất như vậy thì Sở Di trú muốn quý vị góp ý kiến. Đó, thì sau một thời gian là 30 ngày thì Sở Di trú sẽ coi những cái ý kiến này như thế nào, rồi sau đó mới đưa trở thành cái quy định chính thức. Đó, thì khi có cái quy định chính thức và nếu mà có cái sự thay đổi gì thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và bây giờ cho Tuấn bắt đầu mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Nhớ là quý vị đang trực tiếp với Tuấn qua điện thoại, chứ không phải là qua TV, qua điện thoại, hoặc là qua radio, qua điện thoại, mà trực tiếp với Tuấn qua điện thoại. Cho nên khi gọi vào rồi làm ơn vặn nhỏ cái TV hoặc là cái radio xuống và nói chuyện trực tiếp và bình thường giống như mình nói chuyện qua điện thoại thôi. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là chị Hà ở Arlington, Texas. Xin mời chị Hà lên tiếng đi ạ. Thưa luật sư, xin cho hỏi hai câu ạ. Con trai tôi nó có quốc tịch Mỹ, nó về Việt Nam làm đám cưới á, thì không biết là cháu có thể làm đăng ký kết hôn ở tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam được không? Và câu thứ hai là con của cháu sinh ra thì có đương nhiên được quốc tịch Mỹ hay không ạ? Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn chị. Ok, đây là cái câu hỏi của chị Hà cho con trai của chị sẽ đi về Việt Nam đăng ký kết hôn. Thì dạ đúng rồi. Dạ vâng, thì chị có thể cấp điện thoại cho Tuấn cái thủ tục đăng ký kết hôn thì nó tùy theo cái quốc gia của cái người mà vợ hoặc người chồng người ta cư ngụ. Cho nên đây mình nói tới Việt Nam thì cái thủ tục mà đăng ký kết hôn liên quan tới chính quyền Việt Nam nó rất là rắc rối. Nhưng mà sau này thì cái chính quyền Việt Nam đã thay đổi và nó đơn giản hơn, nhưng mà nó vẫn là phức tạp. Cho nên khi mình nói về cái hôn nhân của người Việt Nam ở Việt Nam với một người nước ngoài thì tất cả cái thủ tục nó phải đi qua một cái vấn đề thủ tục lại là chứng chỉ xác định độc thân, rồi sau đó cái công hàm độc thân. Thì cái câu trả lời cho chị là như thế này, là cái lãnh sự quán hoặc là cái đại sứ quán người ta không có cấp cái giấy hôn thú, mà cái hôn thú nó phải thuộc về ở quận nếu mà ta trong Sài Gòn, ở huyện nếu người ta ở ngoài tỉnh. Mà trước khi tới quận hoặc là huyện thì cái người công dân đó hoặc là người thường trú đó phải có cái tờ giấy xác nhận độc thân, và cái xác nhận độc thân đó phải đi qua cái thủ tục gọi là công hàm, nghĩa là cái xác nhận đó phải có cái xác nhận của chính quyền Hoa Kỳ, rồi sau đó cái xác nhận của chính quyền Hoa Kỳ phải có cái xác nhận của chính quyền Việt Nam nếu người ta ở nước ngoài hoặc là ở trong nước Việt Nam. Cho nên cái giấy hôn thú không có làm được ở Việt Nam, mà người ta nếu mà đang có mặt Việt Nam thì người ta có thể tới cái lãnh đây, nếu người ta là công dân Hoa Kỳ thôi, thẻ xanh là không được nha. Nếu người ta là công dân Hoa Kỳ, người ta đang ở Việt Nam mà người ta muốn kết hôn thì người ta vẫn cần cái tờ giấy xác nhận là người ta không có đăng ký kết hôn ở bên nước Mỹ. Cho nên giả sử cháu nó ở Houston đi, cháu đang ở Việt Nam, mùa dịch này cháu không qua được, thì cháu nó vẫn cần cái tờ giấy xác nhận cháu độc thân ở Houston. Thì cái xác nhận đó thì ở Harris County người ta xác nhận, rồi cái xác nhận của Harris County phải gửi vào cái thủ đô của Texas để xác nhận. Cái đó là cái quyền của cái quận. Thì cái xác nhận đó là liên quan tới Austin, Texas, thư ký của tiểu bang Texas. Rồi sau đó gửi hết cái xác nhận của Harris County, cái xác nhận của Austin vào cái lãnh sự quán Việt Nam. Thì cái lãnh sự quán Việt Nam nói tất cả cái giấy tờ này nó có giá trị, nó có cái hợp lệ. Thì lúc đó cái tờ giấy xác nhận với có giá trị ở Việt Nam thì gửi cái đó về Việt Nam. Nhưng mà cháu nó vẫn phải cam kết là cháu độc thân. Thì cái cam kết của cháu chỉ có quyền xác nhận với cái lãnh sự quán nếu mà cháu là công dân Hoa Kỳ thôi. Cho nên nếu mà cháu là công dân Hoa Kỳ thì cháu nó có thể lấy cái hẹn với cái văn phòng American Citizenship Service ACS của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, hoặc là của đại sứ quán Hoa Kỳ ở ngoài Hà Nội nếu mà cháu miền Bắc. Thì cháu nó tới đó, cháu nó cam kết là cháu độc thân, rồi cái lãnh sự quán xác nhận công chứng cháu là độc thân. Với cái tờ giấy xác nhận độc thân ở đây, với cái điều kiện đó thì cháu nó có thể đi đăng ký kết hôn ở bên Việt Nam. Cho nên cái thủ tục với cái lãnh sự quán hoặc cái đại sứ quán nó là một phần nhỏ thôi để cho người ta làm thủ tục kết hôn ở Việt Nam. Còn nếu mà trong thời gian này cháu nó có con với cái người bạn gái hoặc vợ cháu mà cháu là công nhân Hoa Kỳ, thì đứa con đó sẽ có quốc tịch theo cha. Thì cái thủ tục để xin cái quốc tịch cho đứa con sanh đẻ Việt Nam thì cái đó nó nằm với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ, cũng là cái văn phòng American Citizenship Service hoặc là cái văn phòng ACS ở ngoài đại sứ quán ở ngoài Hà Nội, một trong hai cơ quan tùy theo cái chỗ cháu đang sống ở đâu. Cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là chị Thi ở Michigan. Xin mời chị Thi lên tiếng đi ạ. Chị Thi ở Michigan, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Dạ, con xin chào luật sư ạ. Con có hai câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giùm con ạ. Dạ vâng. Câu hỏi thứ nhất là con qua Mỹ vì hiện chồng có quốc tịch bảo lãnh. Con có thẻ xanh 2 năm. Con đã nộp đơn đổi từ 2 năm sang 10 năm. Thì con đã nhận được giấy hẹn phỏng vấn của sở di trú là cuối tháng 3. Nhưng mà tới ngày giữa tháng 3 thì con nhận được giấy hủy bỏ buổi phỏng vấn. Tới hôm nay con vẫn không có nhận được cái giấy gì, thông báo gì mới hết. Con muốn hỏi luật sư là con nên làm gì hay là vẫn tiếp tục chờ đợi sở di trú có thông báo mới? Và câu hỏi thứ hai là con đã đủ thời gian mà nộp đơn thi quốc tịch Mỹ, thì con có nên là nộp đơn thi quốc tịch Mỹ bây giờ trước khi con có thẻ xanh 10 năm, hay là đợi có thẻ xanh 10 năm về rồi con mới nộp đơn thi quốc tịch Mỹ? Dạ, con xin hết nè, con cảm ơn luật sư. Đừng có cúp điện thoại nha, cho Tuấn hỏi vài câu. Dạ. Vẫn còn sống chung với chồng không? Dạ, vẫn còn sống chung với chồng. Và không có con phải không ạ? Dạ, chưa có con. Có khai thuế chung không? Dạ, có. Ok. Và có trở ngại gì về luật pháp không? Dạ, không. Khả năng Anh Văn có thể thi đậu quốc tịch không? Dạ, cũng tạm được. Ok. Có thay đổi địa chỉ từ tháng 3 cho tới bây giờ không? Dạ, không. Ok, cảm ơn chị. Và chị cúp điện thoại cho tôi cái. Ok. Thì quý vị cũng biết là cái sở di trú ở toàn quốc gia Hoa Kỳ thì bắt đầu shutdown khoảng tuần thứ 3 của tháng 3 của năm 2020 tại COVID-19. Rồi sau đó một số bắt đầu mở việc lại. Và cho tới ngày hôm nay cũng có một số đã tạm thời đóng cửa nữa. Nếu mà ở Michigan thì tôi nghĩ đó là một cái tiểu bang mà rất là chậm để làm việc trở lại bình thường. Ok. Cho nên Cái bước đầu tiên là nếu mà bây giờ 7 tháng rồi chưa có cái ngày hẹn để phỏng vấn lại thì nên gọi cho sở di trú. Ok. Nên gọi cho sở di trú để xem người ta có sơ sót gì hay không, để người ta có thể reschedule lại, cho mình cái hẹn lại để phỏng vấn. Rồi nếu mà chị hỏi về vấn đề hồ sơ quốc tịch, okay, thì chị có quyền nộp đơn xin quốc tịch theo diện vợ chồng cho dù cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm nó chưa chấp thuận. Okay. Nhưng mà có nên làm hay không có là chuyện khác. Đó. Cho nên khi mà chị nộp đơn xin quốc tịch cùng một lúc mà cái hồ sơ I-751 chưa có chấp thuận, thì khi đi vào sở di trú, nếu mà chị ở Michigan đó là Detroit, thì người ta sẽ phỏng vấn, người ta sẽ hỏi rất là nhiều chi tiết mà chị phải nói tiếng Anh về cái hôn nhân của chị. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chị chờ cái thẻ xanh 10 năm nó chấp thuận rồi thì nó mất đi cái phần nó rất là nhiều, cho nên chị cần chỉ có chú ý vào cái vấn đề gì trong bài học thôi. Cho nên nó tùy theo. Mà nó cũng khó để cho Tuấn trình bày cái vấn đề tình trạng của chị, tại vì cái hôn nhân của chị mình không có thì giờ, cũng không có cơ hội và cũng không có sự kín đáo để mình đề cập nó như thế nào nữa. Nhưng mà cái đó là có quyền, nhưng mà có nên hay không là chuyện khác. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2020 luôn. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2020. Bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa, hiện đang chờ trung tâm visa cho phép nộp đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 7 năm 2015. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 8 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 5 năm 2016. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 6 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 9 năm 2007. Đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2020. Và thưa quý vị, tới đây kết thúc phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.